hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn các kiểu sơ đồ chiến thuật có trong game The Dream David Soccer 2023. Đây, mình sẽ vào phần sơ đồ chiến thuật để các bạn có thể nắm rõ là trong bản JOS 23 này sẽ có bao nhiêu sơ đồ chiến thuật nha. Đây, ở đây là sơ đồ 442 thì mình sẽ có tổng cộng là 6 kiểu sơ đồ chiến thuật các bạn. Đây, các bạn có nhìn thấy đó. Đây, nó có thêm cái chế độ để các bạn có thể tùy chỉnh các trạng thái chẳng hạn như phòng ngự, cân bằng và tấn công. Thì khi các bạn thấy là phòng ngự thì nó sẽ co cụm lại với nhau rồi, còn cân bằng thì nó sẽ kéo giãn ra một tí, và khi tấn công thì cái độ giãn của nó sẽ dày hơn một tí nha các bạn. Đây, đây là sơ đồ 442, còn đây là sơ đồ 451. Sơ đồ 451 thì sẽ có 4 kiểu sơ đồ các bạn. 433 sẽ có 3 sơ đồ, và mình hay sử dụng nhất chính là sơ đồ 4123. Mình cảm thấy là nó có sự liên kết giữa các khu vực với nhau. Đây, sơ đồ 532 thì sẽ có 2 kiểu chiến thuật các bạn. Sơ đồ 523 cũng tương tự. 541 cũng có 2 sơ đồ chiến thuật, và 352 thì sẽ có tới 5 sơ đồ chiến thuật các bạn. Tuy nhiên mình chỉ mới mở được một cái thôi. Và đây là sơ đồ chiến thuật 343 có 4 kiểu các bạn. Và để các bạn có thể mở được các cái sơ đồ chiến thuật này thì mình sẽ vào cái khu vực này nha các bạn. Đây, trong My Club các bạn bấm vào Stadium, và trong cái phần đó nó sẽ có cái phần là, và trong cái phần Stadium thì các bạn sẽ chọn cái phần Training các bạn. Đây, phần Training này sẽ giúp cho các bạn là, ngoài cái việc là giúp các bạn tăng cái chỉ số mà mình boost cho các cầu thủ ở mỗi trận đấu á, và cái giảm cái phí mà khi mình muốn lên cầu thủ á, thì nó sẽ có thêm cái việc là mở thêm sơ đồ chiến thuật cho mình các bạn. Thì tùy theo cái cấp độ các bạn nâng thì mình sẽ có mở được một số sơ đồ chiến thuật nhất định nha. Ở đây thì mình mới có nâng lên tới level 2 cho nên là mình chỉ mở được một vài cái sơ đồ chiến thuật mà các bạn vừa xem á. Đây, những sơ đồ chiến thuật các bạn mở được rồi nó sẽ sáng lên, còn cái nào chưa mở thì sẽ đợi hơi quá các bạn. Đây đó, khi mà các bạn muốn thì nó sẽ kêu các bạn đó. Ok, tùy vào cái cách chơi của các bạn mà mình sẽ có những cái chiến thuật phù hợp ha. Ở đây thì mình thường hay sử dụng nhất chính là sơ đồ 4123 các bạn. Đây, sơ đồ yêu thích của mình. Hy vọng các bạn sẽ tìm được cái sơ đồ chiến thuật phù hợp với cái cách chơi của mình. Chúc các bạn may mắn và thành công nha. Chào và hẹn gặp lại.